Rồi anh em, số 3 này là đang 156g. 156g, hôm qua là ép cân ngày đầu tiên cho ăn 15g anh em ha. Hôm qua là clip hôm qua thì cân nó là 160g, nó nhảy 60 61 60 61, có nghĩa là cái cân nó cũng không chính xác 100% chính xác tuyệt đối. Thì coi như là nó cũng xuống, bữa nay còn cho là 161g. 161g thì hôm nay nó đang còn 161g, mà bữa nay nó còn 156 thì có nghĩa là nó đang xuống 5g anh em, xuống 5g nhé. Xuống 5g là khá ok rồi. 160 thì mình sẽ cho nó xuống 20%. Xuống 20%, có nghĩa là 10% là 16g, xuống 20% là sẽ xuống là 32g. 32g. Rồi ok, nếu vậy thì chúng ta sẽ cho nó xuống 32g. Thì ngày đầu tiên thì chúng ta ép cho ăn 15g thì nó đã xuống được 5g. Xuống 5g anh em nha. Hôm qua cũng cân lúc đói và bây giờ cũng cân lúc đói nha anh em. Số 3 này thì từ hôm qua ăn cho tới giờ là đeo hút nha, nên là nó rất là nhát. Con Betsa thì thần thái rất ok, đứng ra ăn đi cà phê rồi ok rồi đó. Tại vì mình chó đi ok nha. Cà phê hôm qua, đi cà phê hôm nay là 2 hôm. Đi cà phê được 2 hôm thì con chim thần thái khá ok rồi. Thì mỗi lần đi cà phê thì chỉ đi được một con. Con này có thể sẽ chậm thuần hơn, do là mình ít cầm nó hơn. Chịu đứng rồi anh em. Xuống 15g ăn đi con. Đói, bảo đảm đói. Ăn 15g thì không thể nào đủ cho nó hết. Một ngày ăn 15g thì không thể nào đủ cho con 160g. Hôm nay là nó xuống là còn 156g anh em nha. 156g nha. Anh em nhớ trọng lượng nha. Em sẽ lên clip mỗi hôm ngày luôn. Anh em nhớ follow kênh nha. Em sẽ lên clip mỗi ngày xem thái độ của nó ha. Hôm nay nó vẫn còn nhảy quá ha. Mà cho ăn là bắt đầu đứng ok nè. Anh đắp cho nó bay nha. Em thấy không? Nó hả? Lên lại nè con. Tự lên rồi anh em à. Tự lên. Không gì bằng miếng ăn hết. Cố tình cho nó xuống để nó tự lên nha anh em. Con này thì nó đang hoảng mà. Lắc nhẹ thôi nha anh em, không chơi vung nó hoảng nha. Ăn miếng bình tĩnh là nào. Anh em nhớ cái hôm đầu tiên cho nó ăn, nó vung, nó vẫy, nó các kiểu xương tí thôi là nó. Hôm nay thì đói. Một khi đói thì xương sẩu gì nuốt hết. Đây có miếng xương vụ nè, mới nói xong miếng xương vụ đây. Đói là phải cho ăn hết. Một miếng nhỏ xíu cũng phải ăn. Đây là cái miếng xương luôn nha anh em. Hình như không có thịt luôn. Nuốt nào. Ví dụ như thịt á, nó dính một xíu xương. Hoặc là cục thịt có cái xương ở giữa thì nó dễ nuốt. Còn cái miếng xương không là nó gấp, nó biết. Ăn đi. 15g thức ăn thì nó tầm này thôi nè anh em. Có một xíu à. Có một xíu thôi anh em. Chúng ta sẽ cho nó ăn thịt. Nuốt ngay anh em. Bọn này phải theo dõi ký thường xuyên nha anh em. Không thể nào để nó xuống quá nhanh là nó đi đó. Con này mắt nó đi sắp chuyển qua màu đỏ rồi. Sắp chuyển qua màu đỏ rồi. Cục xương này quả quyết không ăn. Thịt nè. Thịt nè. Phải ngoan thôi. Em sẽ ép nó vài hôm rồi em mới cho qua tay nha. Chứ ngày trước không biết cứ về là cứ chưa gì đã tập qua tay. Thì con chim nó không qua tay mà nó còn nhảy nữa, lông lá nó sẽ bị gãy. Cứ đầu tiên cứ ép cân ok cái đã, nó xuống trọng lượng cần thiết rồi chúng ta mới bắt đầu tập qua tay. Thì con chim nó rất là dễ phối hợp với mình. Tại vì nó đói mà. Khi nó xuống cái trọng lượng cần thiết thì nó sẽ tự động hóng mồi nè. Tự động hóng mồi thì nó thấy mồi nó sẽ dễ bước từ cầu qua găng. Thì đến lúc đó thì chúng ta tập qua tay nó rất là đơn giản. Mới đầu bước gần, sau đó là sẽ nhảy xa. Còn nếu mà đầu tiên mà trọng lượng nó chưa đạt mà chúng ta đã vội tập qua tay thì con chim nó sẽ không phối hợp. Không phối hợp thì dẫn tới chúng ta sẽ là gì vậy con? Nó đang bơi nước mà. Nghe không? Còn 2-3 miếng nữa là hết rồi anh em. Dạ.
Rồi miếng cuối cùng. Rồi ok anh em. Như vậy là thái độ hôm nay cũng khá là ok nha anh em. Mặc dù là con này nó còn hoảng hơn cái con bé xa nhiều. Còn chưa có tự chủ động lên lại. Không biết miếng cuối là sao. Con này em sẽ dành thời gian cầm nó, mỗi ngày cầm nó một tí. Rồi em chắc là em ngưng clip ở đây ha. Anh em nhớ follow kênh nhé, em sẽ lên mỗi ngày cho anh em cập nhật tình hình của em nó nhé. Trọng lượng bao nhiêu và ép cân cho ăn bao nhiêu và trong vòng bao nhiêu ngày thì nó sẽ thuần. Và em sẽ tập cho đến lúc qua tay hoặc là vào mồi.